Mình chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay 30 Tết rồi các bạn ạ. 6 giờ tối rồi. Chỉ còn mấy tiếng nữa là đến giao thừa và bước sang năm mới các bạn nhé. Đấy, video này thì mình chúc tất cả người Việt Nam ở trong nước cũng như ở thế giới, cùng với tất cả các khán giả là luôn ủng hộ kênh của mình và tất cả các bạn đồng nghiệp cùng làm kênh YouTube. Thứ nhất là bước sang năm mới có sức khỏe dồi dào. Không có sức khỏe thì không làm được gì các bạn nhé. Đấy, có sức khỏe thì có tất cả. Thứ hai nữa là tất cả mọi công việc của các bạn trong năm mới làm đều thành công nhé. Đấy, không có thành công mới có phát lộc phát tài được các bạn nhé. Tất cả mọi công việc đều thành công các bạn nhé. Đấy. Những lời chúc của mình rất đơn giản thôi các bạn ạ. Nên là trong thời gian 2 tháng vừa rồi, hơn 2 tháng các bạn ạ, mình làm YouTube thì cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã ghé kênh ủng hộ mình nhé. Từ các bạn khán giả cho đến các bạn đồng nghiệp làm YouTube nhé. Mình cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn những chia sẻ đóng góp ý kiến của các bạn nhé. Thì qua hơn 2 tháng làm thì mình có một số sai sót. Bây giờ mình muốn chia sẻ với các bạn để tất cả các bạn mới làm YouTube hoặc là các bạn đang chuẩn bị làm hoặc là các bạn đã mắc phải mà chưa có hướng giải quyết thì các bạn sang năm mới sẽ không phạm lại như mình trong năm nay nhé. Đấy. Thì hôm trước có một video mình đã làm và đăng lên để hỏi tất cả các bạn đồng nghiệp, những người đi trước, những người có kinh nghiệm để họ chia sẻ cho mình, giúp đỡ mình. Và video đấy thì chắc là nhiều người đã xem rồi. Bây giờ mình nhắc lại một tí. Đó là một trong những sự cố tụt subscribe của mình, tụt đăng ký cho các bạn. Thì các bạn mà tương tác ủng hộ đồng nghiệp ấy, hai bên giao lưu với nhau ấy, thì các bạn nên qua 24 đến 48 tiếng nhé. Đấy, qua 2 ngày đi, tốt nhất là qua 2 ngày đi. Thì các bạn đăng ký lại cho nhau nhé. Ví dụ như người đồng nghiệp tương tác cho bạn, đăng ký cho bạn thì sau hơn 1 ngày, tốt nhất là 2 ngày đi, bạn đăng ký lại cho người ta thì cả hai bên đều có lợi các bạn, cả hai bên đều không bị sao. Nhưng mà các bạn đăng ký lại liền là cả hai bên đều mất lượt đăng ký ấy nhé. Mình đã mắc phải sai lầm này. Đấy. Nói chung là tương tác hỗ trợ nhau thì rất là tốt các bạn ạ. Đấy, có thế mới phát triển được kênh của nhau lên. Nhưng mà phải chú ý đến quy định của YouTube các bạn nhé. Không, họ sẽ soát kênh và họ sẽ cắt những cái phần đăng ký đó. Như vậy là cả hai bên đều mất cái lượt đăng ký đấy. Tốt nhất là sau 1 đến 2 ngày. Đấy, sau 1 đến 2 ngày. Như bây giờ thì nói chung là tốt nhất là qua 2 ngày đi. Đấy, là các bạn tương tác lại cho người ta. Đấy. Các kênh YouTube mà muốn giao lưu với nhau, muốn tương tác với nhau thì nên làm như vậy các bạn nhé. Không thì không được. Đây là một sự cố, sự sai lầm của mình trong năm nay. Đấy, mình toàn bị như vậy thôi. Còn một sự cố nữa là mình thì rất thích hát karaoke các bạn ạ. Thích hát karaoke.
Có rất nhiều đồng nghiệp làm nội dung YouTube là karaoke đấy. Không, mình thì mình thích hát thôi chứ mình không hiểu về luật. Đấy, có một vài video mình mở nhạc karaoke mình hát, xong đó là mình đăng lên thì bảo là kiểu là bản quyền, vi phạm bản quyền đấy. Thì các bạn mà làm về nội dung karaoke rồi thì các bạn đã biết rồi. Còn những người thỉnh thoảng mà muốn hát hò, muốn đăng lên á, là các bạn nên ghi tên nhạc sĩ sáng tác vào. Thì như vậy thì chắc là không vi phạm. Các bạn ghi đầy đủ vào nhạc sĩ sáng tác. Hoặc là ví dụ như các bạn trong video mà muốn tải nhạc, tải bài hát vào video ấy, thì bài nào thì các bạn cùng ghi tên của nhạc sĩ vào và ca sĩ hát vào. Nhưng mình sai lầm là mình mấy lần mình cũng tải nhạc, tải bài hát vào video cho nó, video nó phong phú lên, thì rất tiếc là đều bị vi phạm cả. Bởi vì mình không ghi tên tác giả, tên ca sĩ hát vào, tên tác giả sáng tác, tên ca sĩ hát vào thì bảo vi phạm các bạn nhé. Các bạn đây là mình chia sẻ cho những người mới làm YouTube, những người đang chuẩn bị có ý định làm. Còn những đồng nghiệp làm lâu năm rồi thì các bạn biết rồi, các bạn thông cảm nhé. Mình chia sẻ cho những người chưa biết thôi. Đấy, mình mắc những sai lầm, nói chung là cái gì cũng thế các bạn ạ. Phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Câu này thì luôn đúng. Mình thì chưa nắm rõ các bạn, nên là có một số sai sót đấy. Những vấn đề trong năm cũ thì đã qua rồi các bạn ạ. Thì những sai sót thì mình cùng chia sẻ một tí để các bạn sang năm mới, những đồng nghiệp mới, những người chuẩn bị là đồng nghiệp mới không mắc phải như mình các bạn nhé. Đấy, sang năm mới thì ai cũng suôn sẻ cả. Bây giờ là 6 giờ chiều 30 rồi. Gần đến giao thừa, gần sang năm mới rồi các bạn chứ. Thì bước sang năm mới thì mình chúc tất cả mọi người, người dân Việt Nam ở trong nước cũng như thế giới. Đấy. Trước tiên là phải có sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả. Thứ hai là luôn thành công trong mọi việc các bạn làm. Đấy, có thành công thì mới có tất cả mọi thứ. Đấy, mình chúc đơn giản vậy thôi nhé. Thì video này mình cùng kết thúc ở đây các bạn nhé. Bây giờ nói thật các bạn, như đi tìm một nơi mà để trò chuyện thì rất khó. Toàn là nhạt nhẽo thôi. Đi đâu cũng vậy, ồn ào nhạt nhẽo ngày Tết mà, nên tìm một nơi vắng vẻ để quay ít phút này. Còn mấy tiếng nữa là hết năm cũ, mình cùng quay một tí, chia sẻ một tí để có một lời chúc cho tất cả mọi người. Mình cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã đồng hành ủng hộ mình. Video này mình kết thúc ở đây các bạn nhé. Một lần nữa chúc tất cả các bạn, các khán giả ủng hộ mình cũng như là các đồng nghiệp làm YouTube sức khỏe, bước sang năm mới có sức khỏe dồi dào và tất cả mọi việc
làm của các bạn đều thành công. Mình chào các bạn ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của mình. Mình chắc chắn sẽ có một video giao thừa, không biết video gì, nhưng sẽ có một video tiễn năm cũ và đón năm mới. Rồi sang năm thì sẽ có tiếp. Đấy. Thôi, mình chào tất cả các bạn ở đây nhé. Các bạn xem thì đăng ký ủng hộ mình với nhé. Ủng hộ để mình có thêm động lực để mình làm kênh nhé. Đấy, kênh của mình là Thang Lê Vlog Nhịp Sống Hà Tĩnh nhé. Bây giờ mình chào tất cả các bạn ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tới nhé.